Thưa quý vị, để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết năm nay, hiện nông dân trên địa bàn Long An tích cực chăm sóc số diện tích dưa hấu đã xuống chống, nhớ kỳ vọng đến ngày thu hoạch giá dưa ở mức cao để có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. Do lo ngại về dịch bệnh nên diện tích trồng dưa năm nay đã giảm đi đáng kể so với mọi năm. Ước tính toàn tỉnh có khoảng 1.350 ha trồng dưa, tập trung nhiều ở Châu Thành, Vĩnh Hưng, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Chuột. Dưa hấu là loại cây trồng ngắn ngày, chỉ hơn 2 tháng, nhưng cho năng suất và lợi nhuận khá, mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân những năm trở lại đây. Ngoài các giống dưa có chất lượng cao như hắc mỹ nhân, thanh long, rồng xanh, được trồng đại trà, thì nhiều nông dân có kinh nghiệm lại chú trọng việc chọn giống dưa truyền thống, có mẫu mã đẹp, giữ được lâu như ăn tim, hồng cúc, có trái to tròn, thường sử dụng trong dịp Tết. Để dưa đạt năng suất sản lượng cao, nông dân cần tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, trong đó quan trọng nhất là bóng phân cân đối, dùng mạng phủ công nghiệp và thăm ruộng dưa hấu thường xuyên nhằm phát hiện phòng trị bệnh kịp thời hy vọng giá dưa hấu ổn định để nông dân thu lãi cao đón tết sung túc hơn